Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và chiếc mà các bạn đây là hai chiếc điện thoại của Xiaomi. Đó là Xiaomi Redmi 10 phiên bản 2022. Và bên tay phải mình đây là chiếc Poco C40. Một chiếc điện thoại cũng của nhà Xiaomi thôi. Tuy nhiên nó thuộc về cái nhánh Poco. Và với chiếc Poco C40 này thì mới ra mắt và có một con chip rất là lạ, đó là ZR510. Thì trong clip này mình sẽ speed test thử hai chiếc điện thoại này để xem nó sẽ có sự chênh lệch như thế nào nhé. Tất nhiên là với một chiếc điện thoại đắt tiền hơn, chênh nhau lên đến cả triệu đồng, thì chắc chắn là kết quả thì chiến thắng thì có thể nó sẽ thuộc về con Redmi 10 2022. Đó là điều khá dễ đoán, tuy nhiên mình muốn biết cái sự chênh lệch nó như thế nào thôi. Và mình lưu ý anh em, clip này mang tính chất giải trí và tham khảo, nên là anh em không quan trọng quá thắng thua nhá. Rồi ok, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu clip. Rồi ban đầu thì mình cũng định so sánh camera của hai con máy này, nhưng mà thôi, mình ở clip này mình chỉ speed test và so sánh đa nhiệm thôi. Chứ còn là camera của hai con máy này thực sự là mình cũng không đánh giá quá cao. Rồi các bạn thể thấy là với hai chiếc điện thoại cùng đến từ nhà Xiaomi này thì cái giao diện nó khá là giống nhau, đúng không? Rồi đầu tiên thì mình sẽ show điểm auto của hai chiếc điện thoại để anh em có thể tiện theo dõi. Và điểm auto của hai con máy này thì mình cũng đo cùng ở một phiên bản, đó là phiên bản 8.3.4 thôi, chứ mình cũng không đo ở cái phiên bản cao hơn để làm gì, bởi vì mình cần cái sự thống nhất. Đó, các bạn thể thấy là 161.098 điểm auto của chiếc Redmi 10 phiên bản 2022, với CPU 50.870 điểm với Helio G88, GPU sẽ là 37.021 điểm với Mali G52 MC2, RAM sẽ là 4GB 42.810 điểm, phần mềm sẽ là Android 11 với 30.397 điểm. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có 112.000, chênh nhau khoảng 50.000 điểm, 112.690 điểm với CPU 44.364 điểm, GPU sẽ là 15.682 điểm với Mali G52, RAM 35.397 điểm và phần mềm sẽ là 17.247 điểm. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái phiên bản phần mềm khác nhau nhé. Ở đây thì cùng là Android 11, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có giao diện MIUI sẽ là 13.0.3 với Poco C40, còn phiên bản của con Redmi 10 2022 sẽ là 12.5.19, chưa có phiên bản 13. Tuy có rồi nhưng mà không, mình ở đây thì mình chưa có điều kiện mình cập nhật nên thôi, chứ còn có rồi nhá, có ROM của MIUI 13 rồi. Nhưng mà thực tế thì có một thời điểm mình nhớ là nó có phát hành ra con MIUI 13 cho Redmi 10, nhưng sau đó không hiểu sao mà Xiaomi lại rút lại thì không hiểu nguyên nhân nữa. Nhưng đại khái là hiện tại là chưa có cái kiểu tự cập nhật, máy tự cập nhật mà chúng ta cập nhật thủ công thôi. Đó. Rồi ok, chia sẻ những thông tin ngoài lề như vậy để anh em tham khảo thôi. Mức pin thì đang là 90% và 88% pin cho hai chiếc máy này. Các bạn thì thấy là chúng ta đang mình đang để max setting độ sáng. Đó, và mình kiểm tra đa nhiệm nhé. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành khởi động lại hai chiếc điện thoại này. Các bạn thể thấy một con màn 6.7 và một con màn con 6.5 inch có cái độ lớn nó khá là khác biệt, đúng không ạ? Rồi, trong quá trình khởi động lại thì mình xin phép được chia sẻ cấu hình của hai chiếc điện thoại này. Bên tay trái các bạn là chiếc Redmi 10 phiên bản 2022, chúng ta sẽ có RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB với con chip là Helio MediaTek G88. GPU sẽ là Mali 52 MC2. Chúng ta sẽ có một viên pin 5000 mAh, một cái sạc 18W và đi kèm cũng là sạc 18W luôn. Đó. Ngoài ra chúng ta sẽ có mức giá là khoảng chính xác giá niêm yết là khoảng 4.290.000 đồng. Còn bên tay phải các bạn là chiếc Poco C40, chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 3.490.000 đồng. Chúng ta sẽ có RAM 4GB, như vậy là cùng RAM, cùng cái thông số RAM 4GB, 464GB. Và con chip sẽ là con chip Ryzen 510. Thì con chip này là của một công ty sản xuất liên doanh với nhà Qualcomm, không biết là có liên hệ gì không. Mình nghĩ rằng cũng có công nghệ Qualcomm ở đây thôi. Rồi, với con chip Ryzen 510, chúng ta sẽ có GPU là Mali G52. Đó thì mình đã test một vài tựa game ở trên chiếc Poco C40 này, thì anh em có thể tham khảo link clip mình để dưới phần mô tả nhé. Ok, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái màn hình kích thước 6.7 inch với con Poco C40 này, độ phân giải HD cộng. Còn với con Redmi 10 2022 chúng ta sẽ có một cái màn 6.5 inch, độ phân giải là Full HD cộng. Độ sáng hai con này thì nó cũng na ná nhau thôi, nhưng mà cảm giác đối với cá nhân mình thì mình vẫn thấy con Poco C40 nó sáng hơn một chút. Đấy, thì không biết là qua cái clip này thì có anh em nào nhận ra được điều này không? Đấy thì mình thấy là nó vẫn sáng hơn một chút. Đó.
sáng hơn thôi, chứ còn về độ căng và mịn thì tất nhiên một cái màn Full HD nó sẽ xịn sò hơn rồi. Ngoài ra thì màn con Redmi 10 sẽ có màn 90Hz, nó sẽ mượt mà hơn trong cái quá trình trải nghiệm. Ok, như vậy hai chiếc điện thoại đã tiến hành khởi động xong và mình sẽ kiểm tra wifi. Rồi, chắc chắn rồi, chắc chắn là phải cùng một wifi rồi. Ok, cùng wifi nhà mình. Nhà mình chỉ có một wifi duy nhất cho tất cả các điện thoại và các thiết bị thôi. Ok, và như vậy là mọi công tác chuẩn bị đã xong. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành speed test hai chiếc điện thoại này nhé. Rồi, và ở đây thì mình sẽ tiến hành ứng dụng đầu tiên, với ứng dụng đó là AnTuTu. 3, 2, 1. Rồi, như vậy là chiếc Redmi 10 2022 đã giành chiến thắng trong ứng dụng đầu tiên, đó là AnTuTu. Có thể thấy là nó có sự chênh lệch, nhưng mà chênh lệch không quá nhiều, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với ứng dụng tiếp theo, đó là YouTube. 3, 2, 1. Ok, như vậy là một chiến thắng nữa dành cho chiếc Redmi 10 2022. Một chiến thắng rất là dễ hiểu, và các bạn thể thấy là mình để cùng cái tài khoản Google, nên anh em hoàn toàn để yên tâm nhé. Chúng ta sẽ đến với Zalo. 3, 2, 1. Ok, như vậy một chiến thắng tiếp theo dành cho Redmi 10 2022. Chúng ta sẽ đến với ứng dụng tiếp theo nữa, đó là TikTok. Mình cũng đăng nhập cùng một tài khoản. 3, 2, 1. Ok, như vậy là một chiến thắng dành cho Redmi 10 2022. Chúng ta sẽ đến với ứng dụng tiếp theo, đó là Facebook. 3, 2, 1. Ok, như vậy là tiếp tục một chiến thắng dành cho Redmi 10 2022 với một khoảng cách. Chúng ta sẽ đến với Funiza. 3, 2, 1. Bắt đầu vào đến những cái tựa game offline đầu tiên. Ok này. Rồi, đến đây thì các bạn thể thấy là nó đã có khoảng cách nhất định, đúng không ạ? Đó, rồi chiếc Redmi 10 2022 vào đến đây rồi, nhưng mà nó vẫn với chiếc Poco C40 nó vẫn sẽ còn đang loát ở cái thanh công cụ đây. Rồi, thời gian chênh lệch có lẽ là nó sẽ đến khoảng vài giây với tựa game Funiza. Chúng ta sẽ đến với Software Surfer. 3, 2, 1. Ok, như vậy là một chiến thắng dành cho chiếc Redmi 10 phiên bản 2022. Và các bạn thể thấy là cái khoảng cách nó đang được dần nới ra với những tựa game, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo, đó là Zombie The Tsunami. 3, 2, 1. Ok, như vậy là một chiến thắng dành cho chiếc Redmi 10 phiên bản 2022. Rồi, chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo, đó là Temple Run 2. 3, 2, 1. Ok, chiếc Redmi 10 đang load khá là nhanh. Rồi, như vậy là chiếc Redmi 10 2022 đã vào được trong đến game giao diện bắt đầu menu của game rồi. Bây giờ thì con Poco C40 mới bắt đầu loát. Ok, như vậy là nó đã có một cái khoảng chênh lệch đấy, khá là lớn. Rồi, không biết là đến những tựa game online thì nó sẽ như thế nào đây. Rồi. Ok, và chúng ta sẽ đến với những tựa game tiếp theo, đó là Free Fire Max. 3, 2. Rồi, như vậy là chiếc Redmi 10 phiên bản 2022 đã vào trước. Có bất ngờ nào đây không? Ok, như vậy là không có bất ngờ nào ở đây cả.
Rồi, như vậy là đã có sự chênh lệch đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo, đó là PUBG Mobile. 3, 2, 1. Rồi, như vậy là chiếc Poco C40 cũng đã đuổi kịp. Rồi, chúng ta đến với tựa game tiếp theo, đó là Liên Quân Mobile. 3, 2, 1. Rồi, tất nhiên là như mình đã chia sẻ ở đầu clip thì con Redmi 10 hay 22 với cái mức giá nó chênh khoảng 800.000 cho đến 1 triệu đồng. Như vậy thì nó sẽ giành chiến thắng là điều tất yếu với con chip Helio G88. Nhưng nó thắng ở mức độ như thế nào thì mới là cái câu chuyện mà chúng ta cần xem xét. Còn nếu như mà con Poco C40 này thì chúng ta nên speed test với con Redmi 10C là đẹp nhất. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ tiến hành speed test với con Redmi 10C nhé. Anh em hoàn toàn yên tâm, mình sẽ có clip. Rồi, như vậy là tiếp tục một chiến thắng dành cho chiếc Redmi 10 phiên bản 2022. Chúng ta sẽ đến với tựa game cuối cùng, đó là Call of Duty Mobile. 3, 2, 1. Rồi, các bạn thấy là vào đến tựa game Call of Duty Mobile nhưng mà vẫn còn cái âm thanh của con âm thanh của tựa game Liên Quân Mobile, chứng tỏ là máy đã bắt đầu đang quá tải về cái RAM đúng không ạ? Đang bị tràn RAM. Cũng là dễ hiểu thôi, bởi vì RAM 4GB đến thời điểm hiện tại mà mình có tương cho một đống ứng dụng như này thì làm sao mà cái nào chịu nổi, mà nhất là Xiaomi với MIUI gọi là nổi tiếng là tối ưu nó cũng không được tốt nữa. Rồi, như vậy là một chiến thắng dành cho Redmi 10 2022. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ đợi con Poco C40. Và các bạn có thể nhìn cái khoảng thời gian ở trên màn hình đang chạy thời gian để các bạn có thể tự ước lượng được là cái khoảng thời gian nó sẽ chênh nhau là bao nhiêu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử đa nhiệm nào. Rồi, chắc chắn là sẽ không có đa nhiệm rồi. Ok, loát lại nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ loát lại những cái ứng dụng gần đây nhé hơn. Rồi, rất nặng nề nha anh em. Rất nặng nề, đều phải loát lại. Với Call of Duty Mobile xem nào, vừa mới mở ra đấy. Ok, vẫn còn này. Bây giờ sẽ vào Liên Quân nào. Sẽ vào Liên Quân. Đó, Liên Quân. Như vậy là chiếc Redmi 10 thì không phải loát lại nhá. Con Poco C40 này đã phải loát lại này. PUBG này. Ok, PUBG thì bên này thì sao? Bên này phải loát lại rồi. Như vậy là các bạn thể thấy là như vậy là Redmi 10 2022 nó còn có một cái gì đó nó tối ưu tốt hơn. Vì đây là hai phiên bản MIUI khác nhau. Phiên bản MIUI khác nhau nên là nó cũng không có cái gì khó hiểu cả. Đều là phải loát lại rồi. Đó, nhìn chung là mình thấy là với khả năng đa nhiệm của con Redmi 10 2022 so với con Poco C40 như vậy là tốt hơn. Tốt hơn về cái tốc độ, tốt hơn về hiệu năng, tốt hơn về cả phần đa nhiệm. Đó, thế cho nên là anh em có thể thêm những cái lựa chọn cân nhắc. Tuy nhiên, màn con này thì mình vẫn đánh giá là kiểu gì ấy, nhìn nó vẫn tối hơn. Đấy, mình nhìn đối với cả cảm quan của mình, nhìn với cái trực quan của mình nhìn thì thực sự là màn con Redmi 10 thì nó đẹp hơn thật. Nó nét hơn, nó may viền, các thứ nó mỏng, nó cân đối hơn, nhưng mà cái độ sáng nó không cao bằng. Đấy, đấy là cái mà mình chia sẻ một cách trải nghiệm, chia sẻ một cách công tâm nhất về cái trải nghiệm của mình. Đó, không biết anh em thấy phần speed test này như nào, hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé. Và có anh em nào đang sử dụng một trong hai chiếc điện thoại hay không, vậy nhớ bấm đăng ký kênh, bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất nhé. Đặc biệt là sớm trong thời gian sắp tới mình sẽ speed test con Poco C40 và con Redmi 10C để thấy được sự chênh lệch hai chiếc điện thoại này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.